Chào các bạn, rất vui hôm nay Trầm Mông Hoàng Gia chúng tôi có điều kiện để tiếp tục review cho các bạn về cây cảnh nghệ thuật và muốn trao đổi với các bạn về một cái chủ đề, đó là xanh cục Văn Giang. Nó là bước phát triển giai đoạn đầu của chất cây để làm cây cảnh nghệ thuật, và nó là cái giai đoạn mà nhiều anh tài trong làng cây nổi lên, cũng như là nó là cái tai họa của khá nhiều nhà vườn. Thế thì tôi nói cái tip như vậy thì các bạn có vẻ hơi giật mình đúng không? Thì hôm nay tôi sẽ nói về cái chủ đề, đó là cái chủ đề xanh cục Văn Giang. Thì các bạn thông cảm là cái xanh cục Văn Giang ấy, bây giờ nó để kiếm cái cây mà hoàn thiện trên chậu ấy, là rất khó và không có. Thì tôi quay một cái cốt mà ở dưới đất, các bạn thông cảm chút nhé. Đây, cái này nó chỉ là cái minh họa thôi. Thế thì đây là một cái cây, là nguồn gốc là cây Văn Giang, xanh Văn Giang đấy, cây rất to. Đấy, thế thì là tôi quay minh họa trên cái cây này và để bàn với các bạn về cái chủ đề, đó là cái quá trình thay thế xanh cục Văn Giang cho xanh hạt và giai đoạn thịnh cũng như là giai đoạn suy của nó. Thế thì các bạn nhớ là nếu mà bạn nào để ý thì cái giai đoạn phát triển của xanh hạt nó cũng chỉ được mấy năm thôi. Tức là cuối những năm, những thập niên 90 ấy, thì anh em gieo hạt. Và nguồn gốc là gieo ở bên Văn Giang. Thế xong rồi thì là anh em dưới Thường Tín cũng làm, và chủ yếu là anh em buôn. Xanh hạt, cái xanh mà gieo từ hạt và nó mọc bắt đầu từ những cái mầm bé tí này. Đó. Thế thì khi xanh hạt nó, những mầm bé nó lên nó đủ lớn để làm cây phôi, làm phôi nguyên liệu để làm cái cảnh nghệ thuật ấy, thì anh em bắt đầu buôn bán. Thì vài năm nó là cái nguyên liệu để làm lên cái xanh dáng làng là chủ yếu. Đó. Thế nhưng mà khi làm xanh dáng làng một thời gian, tôi cũng nhớ cũng được vài năm đó, thì anh em mới thấy một cái yếu điểm của xanh hạt. Đó là cái thứ nhất là tính cổ không có, nó trẻ, nó non mà. Và cái thứ hai là cái tính đa dạng dáng thế, để làm dáng thế không có, mà chủ yếu chỉ làm được cái dây dáng làng thôi, chấm hết, không làm được cái gì cả. Thế thì cái nhu cầu mà đa dạng dáng thế ok ấy, là cái nhu cầu rất thực tế. Thế thì anh em đi tìm một cái giống, một cái nguồn phôi mà nó đảm bảo là cái thứ nhất là nó phát triển tốt, phát triển nhanh, dễ sống và có thể là tận dụng những cái phần trên thân, trên cành của cây để cắt ra để dâm, thế xong rồi nó phát triển để làm thành cái nguồn phôi. Thế thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn manh nha của cái xanh cục Văn Giang. Thì cái xanh cục Văn Giang ấy, nó có cái xanh Văn Giang ấy, nó có một cái đặc điểm là cây phát triển rất khỏe, dễ sống, dễ nhân giống bằng phương pháp là cắt cành, cắt thân. Và cái phát triển bệ của nó cũng rất nhanh, tai cành cũng rất nhanh. Thế nên là anh em chọn, và từ đó các cái cây xanh Văn Giang được lâu năm ấy, thì anh em cứ đốn hạ, hay xong cắt nhiều cục tùy dáng thế của từng cục, và anh em dâm và bắt đầu dùng để làm phôi. Đây, các bạn tưởng tượng này, ví dụ sự cả một cái cây này nhá. Cái cây này tôi nghĩ là cái đường kính của nó chắc là rơi vào tầm đến 6-70 phân đấy. Thế thì anh em cắt ngang, chọn những cái vùng mà nhìn cái dáng thế nó được theo cái nhu cầu của mình. Thế xong bắt đầu là dâm dưới đất ấy, hoặc là dâm dưới chậu. Thế thì dâm một thời gian ngắn, xong độ khoảng vài tuần thì là nó bật rễ luôn. Đây, bởi vì cái giống xanh dễ sống mà. Nó dễ sống. Thế nên đấy là cái nguồn phôi rất lớn để làm cái cảnh nghệ thuật. Và xanh cục Văn Giang rộ lên và được giao dịch rất nhiều.
và chỉ sau một vài năm là nó thay thế toàn bộ xanh hạt luôn, và xanh hạt thoái trào, không mua bán được nữa, bởi vì là cái ưu điểm của xanh cục Bát Giang nó quá tốt để làm nguồn phôi để làm cây cảnh nghệ thuật, và cái dáng thế thì từ đó cũng rất đa dạng, từ trực này, rồi hoành, rồi siêu, rồi huyền, rồi cây đa thân đều có thể làm được từ cái cục cắt ra đó. Thế thì là đây là một cái giai đoạn phát triển mới của cây cảnh nghệ thuật miền Bắc, và từ đó các cái dáng thế sẽ đa dạng hơn rất nhiều. Và cái giai đoạn này là bắt đầu anh em dưới Thường Tín nổi lên cực kỳ mạnh. Thực ra là giai đoạn xanh hạt ấy là anh em Thường Tín đã nổi lên rồi, từ anh Quỳnh, anh Chí, anh Mười, anh Giang, đấy, các bác đã nổi lên từ giai đoạn xanh hạt rồi, và đến giai đoạn xanh cục Văn Giang thì là đỉnh cao. Tôi nhớ là ở Sâm Động thì có anh Quân, cũng là một anh tài về cái buôn bán và làm cây ở những cái giai đoạn sơ khai như vậy. Thế nhưng mà rất buồn là cái xanh cục Văn Giang ấy, nó có những cái đặc điểm mà chỉ được một thời gian vài năm sau nó bị thải lại hoàn toàn. Đây các bạn nhìn này, những đặc điểm thứ nhất này, ở đây các bạn nhìn nó là cái gì, lá rất to này, mọng này, gióng thưa này, rễ buông thì quá nhiều này, rễ buông này. Đây các bạn nhìn này. Tôi zoom lên nhé, các bạn nhìn nó rễ. Các bạn nhìn này, trên cái cành bé kia này mà rễ nó quá nhiều. Đây, ra tận đầu cành luôn này. Đó. Thì vì cái rễ buông này nó làm cho cây nó bẩn. Và cái đặc điểm chết người nữa của cái xanh Văn Giang đó là cái thân phát triển quá nhanh nên nó mềm, lõi mềm, nên là hay bị tình trạng mại thân và bỏ răm. Đó, thì tôi xem ở trên cây này nó có chỗ nào nó bị mại thân không. Mại thân có nghĩa là một cái phùng thân nó bị chết ấy. Đây này các bạn nhìn này. Đây, cái tình trạng bỏ răm là nó kiểu như này. Đấy, các bạn nhìn thấy cái chỗ này không? Cành nó đang phát triển mà nó vẫn còn bị chết. Đây, vùng này. Đấy. Thế thì là sau vài năm của xanh cục Văn Giang ấy, có những cái cây nó bắt đầu nó hoàn thiện. Thì nó lộ luôn cái yếu điểm của xanh Văn Giang. Cái giống xanh Văn Giang nó bị thế. Và lúc đó cái nhu cầu để tìm một cái giống xanh khác thay thế, cây nó bền hơn, rồi cái lá nó dày, nó khỏe hơn, rồi răm nó ngắn hơn, cũng như là cái rễ buông nó ít hơn, là một cái nhu cầu rất cấp thiết. Thì tôi nhớ là cái xanh cục Văn Giang này ấy, là giai đoạn thoái trào của nó là bắt đầu tầm từ khoảng 2008 ấy, là nó bắt đầu thoái trào rồi. Và đến bây giờ, đến năm 2023 này, thì các bạn không thấy được cái tác phẩm xanh Văn Giang nào ở trên chậu cả, bởi vì nó bị thải loại hoàn toàn luôn. Đó. Thế thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà khi thải loại ấy, là rất nhiều nhà vườn nhỏ bị phá sản vì cái xanh Văn Giang này. Bởi vì là có những cái giai đoạn mà anh em ôm quá nhiều, xong rồi đến khi mà thải loại thì nó thải loại một cách ồ ạt, 100% mất luôn. Thì đâm ra là nhiều nhà vườn bị phá sản. Đây, cái mại thân này, các bạn nhìn này, cái này. Đây. Thân đang phát triển ngon nghẻ mà nó vẫn cứ, cái phần gỗ nó vẫn cứ mọt này, mục này, nó mềm lắm. Đấy, bị mại thân. Đấy, những cái yếu điểm của xanh cục Văn Giang này, bị lộ ra chỉ sau có vài năm.
thì là tôi đang nói dở. Thì đây cũng là một cái giai đoạn mà đen tối của cây cảnh nghệ thuật. Rất nhiều nhà vườn bị phá sản. Tất nhiên là cũng có những người mà phát triển kiếm được tiền. Đấy, nhưng mà cái lượng ấy không được nhiều. Và phần lớn là bị phá sản cái giai đoạn này. Và trong cái quá trình mà nhu cầu phát triển tìm một cái giống xanh nó bền cây hơn ấy, và nó ổn định hơn, cũng như là cho cái tính thẩm mỹ tốt hơn ấy, thì anh em đã chọn xanh quê. Đó. Thì tôi sẽ tiếp tục, tôi sẽ làm cái clip về cái giai đoạn xanh quê nó như nào. Thì nếu các bạn quan tâm thì các bạn hãy follow và theo dõi nhé. Thì ekip của chúng tôi ấy cũng có xây dựng một cái kênh về review kiến trúc về nhà Việt, các cái kiến trúc đẹp cổ truyền nổi tiếng của Việt Nam. Thì nếu các bạn quan tâm về kiến trúc thì mời các bạn sang sub và theo dõi kênh Nhà Việt TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.